Dạ kính thưa quý bà con, hiện tại thì bà con ở đây đến thăm chị Gấm cũng như anh Đúng rất là đông. Tại hay được thông tin là chị Gấm đã khỏe lại á quý bà con. Thì có tiến triển tốt á quý bà con. Thì xin mời quý bà con cùng theo dõi nha. Dạ bữa nay sao vậy? Khóc rồi đó hả? Nói chuyện được luôn đó chưa? Bữa nay có cảm giác hả? Cảm giác, nói chung là có cảm giác rồi. Ồ vậy là anh bác sĩ này hay quá. Điều trị chị hay đó. Dạ. Dạ, anh bác sĩ này là điều trị cho chị á. Rồi, cảm ơn anh ha. Dạ. Dạ dạ. Nói chung là chịu hướng của chị là ok hơn ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Bác sĩ vô chăm sóc thì chị đã tiến triển ok rồi. Bà con lại thăm quá nhiều. Sáng. Mình hay tin chị có tiến triển tốt vậy là bà con mình thấy sao chị? Mừng tự nhiên nó cho nó giá trời Phật cái nó hết. Dạ. Tính lại. Vậy với quát mà quát bà cô quá quát. Đây là YouTuber nổi tiếng mới lên. Đó, nó là YouTuber mới lên đó cả nhà. Là anh Đúng đang bóp tay với chồng chị. Thử chồng á anh Đúng. Thử chồng hả anh Đúng. Cái đó mà có hai chèm rất móng tay bóng nó cái không cho. Không cho hả? Giật lạ. Móng tay của nó là để dài đó. Nó giật lạ. Tại chị thích đâu 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 anh làm thử coi. Móng tay dài ha. Làm thử coi. Thích để móng tay dài cho bộ anh làm. Vậy. Lúc mới á. Giờ sao biết? Ăn vô phé luôn. Cắt đi. Mua kiệm hết cho nó đi, nó cắt không đi, biết để. Nó để gì đâu. Để lâu ngày vậy lấy ra nó dơ. Cái phé đó là mình nó phải bắt đôi mũi nó miệng này rồi đúng. Nhờ cái chị nào làm móng á lại cắt giùm á. Ừ đúng rồi. Cái chị nào làm móng á thì cắt ên mẹ đi. Cái đó mình có cái dây kìm bấm mình cắt được. Ừ. Cái kìm bấm tay á. Đúng rồi. Cắt đi. Mua cái kìm bóp gì nè nó mua lại đó. Có một chị qua thăm chị Gấm nè. Em lên luôn rồi đó. Cái điện thoại của em phóng tới đằng đó luôn khỏi bịt mặt chị đó. Đó đây là coi kìa. Anh mía đó. Gãy anh mía hả? Ừ. À. Gãy mía quay lên đây. Gãy của ai cô? Một. Gãy của ai? À. Chuối à? Hello người đẹp, hello người đẹp. À, bà xã tương lai đó. Bà xã tương lai của anh chuối hả? Vậy đó hả? À, dữ dằn. Cục vàng mà sao mặc cái áo màu đỏ vậy ta? Nghe nói là cục vàng của anh mía cho nên là phải quay mới được. Mới luôn hả anh? Hả? Chồng chết đi mẹ. Chồng ai? Lâu chưa? Dạ. Vậy đó hả? Trời ơi. Ủa sao sớm vậy? Sao mắc sớm vậy? Hả? Sớm gì đi ra. Rồi sao con? Đi ra rồi. Mấy cái nó nổ. À, bị tai nạn lao động. Vậy đó hả? Tai nạn. 2 năm. 2 năm đó. Nó bị sao cô? Mấy nổ chết. Gì hả? Mấy đi ghe. Gì hả? Nổ. Nổ chết ba người dưới ghe. Ừ, ghê vậy. Chồng của người đẹp nhưng mà xa xưa rồi. Thưa cả nhà thì giờ anh thấy gì không biết. Thưa cả nhà. Trời ơi mày nó quá. Bay vô đó kìa. Cắt nói chung là cắt cho nó gọn gàng sạch sẽ ha. Để gì mà nằm thấy hùng không? Cho nó ấy. Anh bữa nay cắt móng tay cho vợ luôn nghe cả nhà. Cho vợ của anh luôn. Còn đây móng giò của chị là chưa cắt nữa nha. Đâu? Móng giò này lát cắt chứ gì chưa. Đắng nè gì đúng. Mày quay ai? Quay con năm mày không gì quá. Chị ba, quay vô. Quay nói chị ba. Quán ghe điện thoại quá. Đó, đây là cuộc sống thường ngày của anh nha. Có ai kiếp cầm mấy phim cho anh luôn nè cả nhà. Nói chung là ekip rất là đông. Bưng nồi cơm điện ra coi. Đâu anh bưng nồi cơm điện ra luôn coi. Nồi cơm điện ra làm cái gì?
nấu cơm ăn luôn. Nấu cơm không có dặn rồi bắt con trái gì ăn. Đó, đang hết con tay dài dài luôn. Anh thì nghe sự chia sẻ của anh Đúng là mới đi học neo hồi hôm qua rồi cả nhà. Vậy à? Về thì là à, đúng rồi. Bữa nay là cắt da được luôn đó, nó nãy giờ cắt da đó. Đó học neo từ bên Mỹ. Ừ, cắt vậy học neo từ bên Mỹ hả? Bị sắn vô. Dữ dằn. Cắt cái móng rồi. Bị sắn vô. Cái tay khô cắt không có được đâu, đừng có cắt, cắt cái nó sự lên đó. Cắt đúng rồi. Rồi. Cắt cắt da là phải có nước thấm vô. À. Nước đặc hiệu gì cái bên làm móng á. Sẽ con ra nước bên Mỹ. Nước bên Mỹ nữa hả? Trời ơi, dữ dằn. Tội nghiệp chị ha. Nhờ cũng tội nghiệp chị nghe cái nè. Cũng gái ở đây cũng độ cho nó mau hết. Tức quá trời luôn, làm ăn. Bây giờ thì mình cũng gia đình cũng cầu mong như vậy thôi ha. Đi quay ra chi quá. Ở đây thì có cameraman nhỏ tuổi ấy, youtuber nhỏ tuổi đang, cũng đang chia sẻ cái câu chuyện của chị Gấm này cả nhà. Quay chị tính quay chị đừng có nói tình duyên hóa gì quá à, có không cái nói tình duyên hóa gì cái nói yêu thương vậy đó, có cái chuyện gì lạ lùng ở đây vậy? Chuyện gì? Tính đâu là có cái chuyện gì lạ ở đây chứ. Coi sinh hoạt như thế nào. Có vụ gì chứ? Chị YouTuber cái tới nè. Gì hả? Camera men. Má đứng mình đó đó. Bạn đứng ở trống. Là đâu ra ra chỉ cô má cô à. Đúng nằm đâu cũng. Má đứng ở thành ra là cái dưới đó đó hả? Ờ cái ngôi mộ xanh xanh ha. Ừ, đây nè, đây nè. Cô Út vậy đó phải không? À. Ở đâu? Ở đâu cô ra cô chỉ. Quỳnh Út hả? Mẹ nha, mẹ à. Quỳnh Út là bà ngoại của Quỳnh Út. Mẹ đây nè. À, đây ha, đây là mẹ của mẹ ruột của anh Đúng ha. Ừ. Ba nó đâu đây, ba nó như con nhà bà nội vậy. Dạ. Chồng nó vợ nhã. Dạ. Cái đó là bên đó thì bạn với mía. Dạ. Mía. Dạ. Ừ. Mía nào? Chuối á, anh chuối. Chuối, chuối. Tới luôn rồi. Chuối ơi, nó chơi luôn vợ. Nói như này thôi tôi đi. Ê, mày cho mày quay tao mày. Nó cái mặt tao luôn chạy. Nay làm gì vậy anh? Quần áo của ai để đây đây? Đốt còn sót lại hả? Mình xin chào quý vị và các bạn đã đến video tiếp theo của Trần Minh Trường TV. Thì dạ thưa anh đang làm gì vậy anh? Đốt lá, đang đốt cây vỏ. Gì hả? Chiều qua sáng tỏ sự kiện thì im chưa? Im mà thấy cũng còn nghi vấn chút chút. Nghi vấn là sao vậy anh? Tại mấy thằng em với mấy đứa em nó điện lên thấy ai còn phát còn quay ở bên bển á. Vậy hả? À, rồi mấy đứa em nó chửi, bình luận nó chửi á. Mấy đứa em nào? Mấy đứa em ở đâu? Em ruột, ở ngoài biển. Rồi có ai đưa ra những cái ý kiến trái chiều về anh hôm qua giờ không? Có chứ. Đưa sao anh? Nói nhắn cái gì đất này của em gì tùm lum hết trơn á. Nó cái con nhỏ kia người dân á chứ không phải là con á. Đất chỗ mình cắt cái nhà hiện tại hả? Đất của nó hay gì? Không phải đất của nó, ấy là nó đất của em á. À, vậy chứ đất này người ta cho ở mà. Nói vậy? Nói đất của mình bây giờ biết chắc, nói gì. Chắc bà con gì ở bên chủ đất bên đây quá. Không không. Bên vợ mà ở sớm hả? À. Này đốt dọn dẹp đồ nhà cửa rồi cho nó đẹp đi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ giờ đỡ dữ chưa anh? Để rồi hết bụi rồi. Đốt cái này nhắm cháy luôn cái cây không có chạy? Cháy luôn, cháy cháy luôn. Vậy hả? Sâu không à. Cái này chắc đốt 3 giờ này chứ đốt ban đêm mà. Đốt ban đêm là sáng giật cả xóm làng. Vậy là người nào quay bên đó nữa? Không biết nữa. Nghe thằng em nó nói. À, bữa nay có cái ghế bố cho chị nằm này hả? Đúng rồi, mới mua. Nhiêu anh? Quá im. 450. Đây là chị nè cả nhà. Em không đỡ. Qua nó chị tên gì qua nè ta? Gấm. À, chị Gấm. Cho em qua cái trường. Người quét đốt. Rồi đốt luôn đi. Hôm nay là dọn dẹp nhà nha cả nhà. Hôm nay là vợ khỏe nhiều rồi ha. À,
Chị tên Gấm nha cả nhà. Hôm qua Linh nghe lộn cứ nói chị là chị Thấm. Gấm, Gấm. Dạ. Chị Gấm nha. Dạ. Đó. Đứng trên đây đừng có đứng dưới anh Trời ơi, để bụi đi. Ừ. Thì anh cũng còn nhiều người quay ở bên đó nữa hả? Có một người đó à. Không biết người đó tên gì quên nè. Có Minh gì không? Minh Tăng. Minh Tăng đâu xuống Minh đó? Tăng mà không Minh Tăng hay Minh Thiện gì. Em đi hôm nói. Rồi chuẩn bị anh ấy đốt lửa nha cả nhà. Anh tên gì? Anh Đúng. Đúng. Ừ, anh Đúng đang đốt lửa nha cả nhà. Để dọn dẹp nhà cửa, vợ khỏe lại rồi. Thì bên kia thì không biết có nói gì không à, mình cũng chưa biết. Thì một hồi mình sẽ tâm sự riêng với anh. Bây giờ mình coi cái ảnh đốt lửa nè. Đó. Dọn dẹp xung quanh cho chống chảy, cho nó thoáng mát ra. Gió quá trời lớn luôn nghe cả nhà. Được rồi nghe, ra đi nghe. Tới rồi kìa. Chạy dữ lắm nghe cả nhà. Rồi rồi, dữ rồi. Thôi. Thôi dạ. Lên hàng lên. Không mà này mình dưới gió mình không sao. Đi vậy? Dạ. Nóng. Đốt có khi nào họ dính chuột luôn trời. Rồi. Trời ơi nóng như vậy. Ôi em nghĩ chắc nóng vô tới trong đây luôn rồi anh ơi, đứng ở đây còn nóng nữa nè. Để vô nhà đi nóng. Nóng không? Quá trời ơi. Vậy hả? Đóng cửa lại đi anh. Để nóng chị chậm. Quá trời đốt rồi cả nhà ơi. Quá trời nóng rồi. Chút đi, chút đi. Chút đi, đốt cho nó trống. Chút đi. Gì hả? Trước em học ở đâu chị? Thôi cái nào quéo rồi, tới mấy chỗ tư là nó tắt rồi. Bây giờ vô số 1 đây, chạy qua. Ý là vô số 4 tắt rồi. Chị thấy hoàn cảnh này đặc biệt không chị? Đâu lúc nó ở đâu nhà trọ gì đó, đâu ở đây đâu. Gì hả? Vậy hả? Thì sau này mới về đây ha. Ừ, mới về đây chị đó chứ. Giờ này đứng gió luôn rồi. Dạ rồi, đốt kiểu này giờ đúng lúc hóng gió rồi, nóng dữ rồi. Mộ này là của ai anh? Có khi nào ở đây buổi tối ra đây thấy cái gì trắng trắng ở đây không trời? Không. Gì vậy? Không anh? Bình thường. Không sao đâu. Thì cũng như ra thấy gì trắng trắng không? Không, thấy cũng sao bình thường mà. Có gì mà không bà không cha mẹ không mình đâu sợ đâu à với coi như là người thân của mình đó, thân ở đây không à đó nó tắt rồi đó phải không trời ơi nhớ lên nhớ lên trời đang cháy dữ nha cả nhà à, ok vậy đó trống á đúng rồi với ba cái sâu rồi nè nóc chân luôn đúng rồi vậy là lúc mới cắt cái căn nhà nhỏ của anh là về đây là phải đốn ba cái sậy này ra đúng không dạ đúng rồi à muốn mới cắt đó, cắt cây bằng nó bỏ đó à cắt cây bằng nó bỏ ha ừ. Thôi em nghĩ là cây bằng này nên để ra nắng rồi nó che mát cũng đỡ lên cây này để lại cây nắng chưa bỏ lại sâu dữ lắm chứ đây thôi loi mà nắng dữ lắm nắng với nhà thiết không à quá đẹp luôn đúng quá tuyệt vời có khi nào nướng mấy con chuột trống luôn chưa nướng rồi. Đúng rồi hồi nãy có nhiều nhiều lên can lại tới đó là đốt luôn rồi đó ừ. Không nó ngấm mấy cái sậy khô dạ. Mịt mù sương gió mịt mù sương gió luôn ha dạ. Mịt mù đó. Đấy, không chuyện anh đi mơ hôm tới giờ ít hành em á anh Trường vậy ha hôm hôm giờ là ít hành hay gì coi như là chị kêu bả ho là bả tự ho văn đò mơ nè gì hả văn ra ngoài luôn vậy là bây giờ chị nghe được cái mình nói dạ. Ha nghe được chưa nghe À. Nhưng mà đang ngủ rồi dạ dạ vậy hả trong lúc này là đang ngủ rồi đang ha ngủ ừ. Vậy là mình khỏe nhiều rồi mình mừng rồi ha dạ. Nhưng mà ở bên kia là tái chiều là sao hôm có gọi gì cho mình không có điều gì lạ lạ không có gọi mà người đó chơi người kia là sao là điện là nói bên em á là nói kêu nói con nhỏ kia lấy tiền vinh bài mà em đâu nói nhỏ kia à. Mấy con nhỏ nó nói á ừ em đâu nói nhỏ kia rồi nó có đòi qua đây không dạ không dễ gì chạy lẹ lẹ ra để nóng chạy lẹ quá để nóng vô đó
Trời ơi, chỉ vô kìa, chỉ thấy cháy chỉ vô kìa. Cái này cái câu chuyện này ngày hôm nay là rất là ly kỳ ha. Đúng rồi. Đốt ba cái lá này nè, rồi em đốt luôn cho nó trống. Đốt cho nó đẹp chứ. Nó đẹp, chị thấy đẹp không? Không đẹp. Ủa là trời nó nóng mà quéo bao kìa trời. Đúng rồi, nóng dữ lắm mà. Vậy là giấc này chị ngủ rồi hả anh? Dạ ngủ rồi. Mình đốt. Bớt 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 xanh bên đây chưa? Dạ vẫn còn anh yên nhiên anh. Vậy hả? Dạ. Rồi mình lại đây mình tâm sự với anh chút đi. Rồi hồi cái này hôm tái chiều là sao? Nói cho trường nghe được không? Tái chiều ví dụ nói mình nói nhỏ kia lấy tiền đi quýnh bài, mình đâu có nói nhỏ kia, mình nói mấy nhỏ khác. À. Con mấy nhỏ này nó chơi với nhau. Nó nói đặng cho hai người rồi lộn với nhau á, nhưng mà đâu có đâu. Tại biết tính nhau bạn bè mà. Kiểu như là đâm chọt á ha. Dạ đúng rồi. Rồi em mới nói Út phải suy nghĩ về cái đầu đi. Người ta nói một mình phải hiểu tới 10. Coi người ta nói mình như thế nào. Cái đó người ta chơi mình chứ không phải là người ta giúp mình đâu. Đúng rồi ha. Dạ. Rồi rút cuộc bình thường thôi, có gì đâu anh. Vậy, có gì chứ. Như vậy là giờ chuyện qua đây là bình thường trở lại ha. Còn nói xấu thì cái kênh khác, cái YouTube khác quay á, mà không biết nói gì á, rồi thằng em ruột với em gái con người xa thứ sáu á chửi, bình luận lên chửi á. Nói xấu sao như thế nào? Nói cái vụ gì đó đi mơm quên. Mà quay lâu chưa? Mới ngày hôm qua. Quay qua. Ở đâu? Là lúc anh vô quay rồi anh về là mình lên hiện trường á. Là về á là họ bản họ quay rồi. Vậy hả? Nhưng mà có một người quay à, cũng người đó nữa gì á, nhưng mà không phải Minh Tăng. Thôi mình đừng nói về cái đúng tên. Rồi thì bây giờ đã cháy hết rồi nè. Giờ bữa nay là vợ uống sữa ên được chưa? Chưa, mình cũng chuyện bình thường mà. Vậy ha. Nhưng mà giấc này là chị ngủ rồi ha. Ngủ rồi. Nhưng mà cái tin vui mà sao chịu em thấy mệt với gì anh? Tại vì bị nghẹt đòm á. Đòm nó kẹo lẹ. Rồi bà thở không được. Dưới qua anh thấy là chị nằm ở dưới, có bữa nay có cái ghế bố cơi lên nè. Này là ai mua? Cái lưng nó đỡ. Cái này là anh tự mua hay gì? Tự mua, mình đi mua. Vậy thì tiền của mấy anh cộng đồng mạng đồ Mạnh Thường Quân cho đó. Rồi sách đi mua. Gắng cố gắng lên lo cho vợ tỉnh lại. Để mình còn lo cho gia đình, đúng không? Thì mình thấy căn nhà này ở im không, nóng không? Dạ em không có sợ nóng mà sợ bả nóng á. Bắt bật gió xuyên suốt luôn ha. Dạ. Bắt với cái lưng, tại sợ bả nóng cái lưng lỡ. Nhưng mà đỡ rồi. Không, bữa nay có cái ghế này đỡ hồi trước. Nhưng mà dưới đây gió cũng được. Gió nhiều. Cũng phát vô rồi đó, cũng ấy vô. Nhưng mà bên hông này nè. Để bữa nào gánh quẩn mình cắt cái làm cái cửa sổ. Đúng rồi, mình làm cái cửa sổ đi ha. Cái này phải có cửa sổ được hầm dữ lắm hầm. Đúng rồi. Bây giờ lửa hôm đỡ quậy rồi. Khỏe. Hôm biết đêm hôm mới ngủ ngon được. Rồi mình chịu qua chứng minh lại như thế nào, mình vui không? Cảm giác của mình như thế nào, mình nói cho anh em nghe được không? Nói chung mình làm sáng tỏ thì mình phải hạnh phúc rồi. Nói chung ai mà chả mong về điều đó, mình không có ai mà mong mình để người ta nói xấu mình hết đó. Coi như là mình đã giải bày được cái tâm sự của mình thấy cái nhẹ lòng ha. Nhưng mà giờ mình cách mấy ngày đó mình tụi anh em YouTube đi ra ngoài đó, nhưng mà có ai điện qua nói gì mình không? Dạ không. Vậy hả? Thì cái này cũng anh em cũng không có biết số điện thoại của anh ha. Dạ. Thì cái câu chuyện này rất là ly kỳ. Thì cái người con gái đó có đòi vô đây không? Không. Cái người con riêng của chị đó kêu nói nuôi mẹ thì tiền YouTube ba đưa là nhận liền. Nói thì ba đưa qua đây không? Tự qua rước chứ không ai đưa bạn hết. Vậy hả? Bây giờ đòi nhận bả về nuôi. Tại nghe tiền YouTube thì phải phái chứ. Cái mình nghe được cái số tiền của YouTube thì mình là cộng đồng mạng đó. Có người ta dạy chứ con gái của vợ nó khờ lắm. Nó không có biết nói gì đâu, tại có người ngoài dạy. Người ngoài dạy nó mới nói được như vậy. Tức là có người đứng sau lưng giật dây. Là con nhỏ áo vàng bữa ngồi đây tiếp mà nó nói làm từ thiện đó. Là nhỏ đó đó. Nhỏ đó dạy. Nó xăm môi á, nó dạy đó. Dân ở đó nó ai cũng dạy chứ. Dạy nó mới biết nói chứ nó đâu có nói được đâu. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện này thì nó cũng làm sáng tỏ mọi việc rồi. Dạ. Thì cái câu chuyện này cũng rất là ly kỳ. Thì cái các cộng đồng mạng thì binh vực mình hết rồi. Dạ. Người ta đã hiểu hết rồi.
Nhưng mà nhầm người thì cũng vẫn chưa tin đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Nói chung là đâu có ai mà tin hết được. Thì cũng có người này người kia. Có một phần, một phần tin, một phần không tin chứ. Nhưng mà cái phần không tin đó thì em cũng nói chung á, em nói trên đây em cũng quan tâm nữa. Đó. Em chỉ sống theo cảm nghĩ của em thôi. Còn ai nói gì thì mặc kệ người ta. Vợ em còn mạnh cũng dặn em vậy, ai nói thì kệ người ta. Đúng rồi. Vợ chồng mình cứ sống vui vẻ là được. Ai nói gì vợ chồng mình đừng quan tâm là được.